cũng tại huyện Phong Điền, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị giao ban tổng kết công tác khoa giáo năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Năm qua, các ngành trong khối khoa giáo đã nỗ lực bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố, tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội. Công tác khoa giáo của Đảng bộ thành phố đạt được nhiều kết quả nổi bật, ban tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối khoa giáo đã bám sát chức năng nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, công tác phối hợp tuyên truyền, phản ánh tình hình tư tưởng dư luận xã hội của đảng viên và nhân dân được chú trọng, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2022.